chị. Rồi tiến thêm 3 bước nữa. 1, 2, 3, ghế bên trái. Rồi mời chị ngồi. Bây giờ mời hai bạn có thể mở mặt nạ ra nha. Để tôi mở cho. Rồi chào hai anh chị nha. Bây giờ anh sẽ giới thiệu trước cho bên này nghe, lớn lên, to rõ lên về những thông tin cá nhân của mình. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Và xin chào bạn gái xinh đẹp ngồi bên kia của trái tim. Em tên là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1978, 41 tuổi. Dạ. Hiện đang công tác tại công ty Nam Phương Việt, chuyên về bộ biến tầng và tham bán cáp. Mình phụ trách bên cái mảng kỹ thuật, kỹ sư bảo trì điện và điện tử. À, quê mình là ở đâu? Quê mình ở Quảng Nam. Vào trong Nam này lâu chưa? Mình được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Mang Tây Bắc. Vậy là quê ngoài kia thôi. Nhà mình đông anh chị em không? Nhà mình có 6 anh chị em, tất cả đều được lập gia đình hết rồi. Còn một mình anh mình thôi, mình là thứ mấy? Mình là kế út. Dạ, thì mình cũng có một lần đã lập gia đình nhưng... Rồi, cái đó chút xíu nữa chia sẻ sau. Tới đó thôi cái đã. Rồi, mời bên đây. Em xin chào chị Cát Tường và chào bạn trai. Em tên là Nguyễn Thị Khuyên. Nguyễn Thị gì? Dạ, Nguyễn Thị Khuyên. Khuyên? Dạ. Khuyên Bảo á? Dạ. Dạ, Nguyễn Thị Khuyên. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Bình Phước. Còn quê của em thì ở Thừa Thiên Huế. Mình vào Bình Phước lâu mau rồi? Dạ, em vào Bình Phước cũng khá lâu rồi. Hơn 4 tuổi là em đã theo ba vào đây rồi. Mà Bình Phước là ở khúc nào? Dạ, Bình Phước là em ở thị xã Phước Long. Là cái nơi mà về Phước Long xây chiến thắng cuối cùng. Rồi mình đang làm công việc gì ở đó? Dạ, hiện tại em là giáo viên tiểu học ở trường tiểu học Phan Bội Châu. Mình đang sống với ai? Dạ, hiện tại thì em sống cùng với ba mẹ. Coi như là cũng vào trong này hết, ba mẹ vào trong đây hết rồi. Rồi, bây giờ trước mắt là thấy một người là ở thành phố, một người ở Bình Phước. Thấy có gì bất ổn không? Dạ, cũng không thấy vấn đề gì. Có điều kiện mình sẽ xuống đó thường xuyên. Thường xuyên ha. Điều kiện có hay không là do mình tự tạo. Dạ. Năm nay là Uyên mà Khuyên bao nhiêu tuổi? Dạ, em là sinh năm 82, là bây giờ là bắt đầu là 38 tuổi. 82 là 38 rồi ha, 38 bên đây 41. Dạ. Tuổi là cũng đẹp với nhau rồi đó. Mình sẽ giới thiệu chút xíu về cái cá nhân của mình. Có những cái điểm mạnh gì, điểm yếu gì? Rồi, mời em. Thì điểm mạnh của em thì là người sống hòa đồng, thích chia sẻ, biết chơi nhiều môn thể thao. Ví dụ? Ví dụ như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bơi lội. Trừ cái môn khiêu vũ thì mình chưa tham gia thôi. Ngoài ra thì đặc biệt là mình có điểm mạnh đó là hơn nữa đó là không có thuốc, không uống rượu, bia thì có chút chút. Kiểu xã giao phải không? Dạ. Vậy thôi, còn điểm yếu gì nữa không? Có hay là có tật xấu gì nữa không? Điểm yếu thì hơi nóng tính. Thì hay nói thẳng. Vậy tốt thôi, thật ra là nói thẳng thì tốt. Còn nóng tính thì mình kiềm chế lại chút xíu ha. Rồi, thấy còn Khuyên, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là năng động rồi. Cũng thích đi du lịch rồi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Mà nghe anh nói về cái điểm yếu thì em thấy nó có cái trùng của em. Em tức cười. Trùng chỗ gì, trùng chỗ nào? Em cũng nóng tính và cũng thẳng tính. Cho nên là sẽ dễ mất lòng người khác. Trời ơi, hai người này mà hồi nói chuyện với nhau mà hồi cùng nóng, không biết là ai đỡ ai đây à. Nói chung mình phải biết nhịn, cũng lắng nghe nữa, chỗ nào mình cần nóng thì mình nóng nha. Dạ, dạ. Còn điểm yếu còn gì nữa không? Dạ, có tật xấu, có điểm yếu gì nữa không? Dạ, điểm yếu của em nữa là em hay bị tự ti hoặc là... Tự ti về cái gì? Tự lớn tuổi như vậy, nên bây giờ mình chưa có gia đình với lại chưa có con cái, cho nên mình đi mà đông người hoặc là gặp bạn bè mình cũng có một cái là... mình thấy nó tuổi thân á. Đó gọi là tuổi thân. Dạ. Rồi giờ vô cái vụ tình trường hồi nãy nè. Tình trường mình sao? Thì em cũng trải qua một lần lập gia đình. Rồi cũng chia tay cách đây cũng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Cũng có một cháu gái 8 tuổi hiện đang ở dưới mẹ. Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu? Mối tình đó, hôn nhân đó kéo dài được 5 năm. Lý do tại sao lúc đó là ly hôn? Thì nhiều lúc lý do là bất đồng về cách sống với nhau, cũng như ít chia sẻ quan tâm với nhau thì dẫn đến tình trạng đó. Không cứu vãn được hả? Dạ, mình cũng ráng cứu vãn nhưng mà một bên cứu vãn thì một bên kia thì không, thì đã như vậy thì em ra đi thôi. Thì cũng buồn ha. Rồi 3 năm nay thì mình có mối quan hệ nào khác nữa không? 3 năm nay vẫn chưa có mối quan hệ nào khác. Lý do? Một phần thì tập trung lo cho công việc, hai nữa là cũng lại lo bù đắp cho những cái bé nó không có cha bên cạnh. Và bây giờ thì mình quyết định là tìm một đối tượng để lập gia đình. Dạ. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì cuối năm sau mình sẽ tiến tới. Dạ. Rồi còn bên mình thì sao ạ? Tình trường của mình là như thế nào? Dạ, em lập gia đình được 6 năm. Thì sau đó thì
không hợp nữa, cho nên là chia tay. Hiện tại em chia tay cũng là hơn 8 năm rồi. Là coi như lập gia đình 6 năm. Rồi chia tay 8 năm luôn rồi. Dạ. Là coi như hết 14 năm rồi đó. Phí hết tuổi xuân. Ồ. 6 năm rồi mình có cháu nào chưa? Dạ em chưa. Lúc đó là do ngừa hay do không có? Dạ không, lúc đó ảnh cũng có vấn đề cho nên là cũng có chạy chữa. Nhưng mà sau đó thì ảnh có một người khác thì em cũng không thể nào mình như người khác mà có thể là ở đây đập gan hay này kia. Em cũng có đi gọi là đi xem để gọi là có bằng chứng. Và sau đó em nghĩ nếu mà chuyện tình cảm mà nó không còn thì thôi mình tốt nhất là nên chia tay, chứ em không thích là phải van xin là níu kéo. Nhưng mà khẳng định chắc chắn là người ta có người thứ ba. Dạ có, mà sau khi đó thì công khai rõ rồi. À sau khi chia tay với em thì công khai luôn. Dạ. Mà trong thời gian 6 năm ở với nhau thì ngoài cái việc mà có người thứ ba thì có trước đó có cái vấn đề gì không mà nó để ra như vậy? Dạ đó là vấn đề về con cái. Em thì em rất là thích có con, còn ảnh thì cũng lo cho công việc cho nên là không có quan tâm tới cái việc đó đó. Còn em thì cứ tẩm bổ rồi là nấu thuốc, mà cứ mỗi lần vậy mà ví dụ ảnh nhậu vô một cái là nó không có đạt những cái mà yêu cầu. Nấu là nấu cho ảnh hay nấu cho em? Nấu cho ảnh. À có nghĩa là ảnh là không có về sức khỏe, không có tốt. Dạ. Và có đi khám bác sĩ, dạ, có đi điều trị không? Mà người ta nói là do phía ảnh. Dạ. Rồi sau 8 năm nay sao để chi lâu vậy? Muốn có con thì mình phải kiếm chồng chồng khác để mình sanh nở cho nó kịp thời chứ. Dạ, sao để lâu thì vậy? Thì em cũng kiếm tìm, nhưng mà thời gian ví dụ em đi dạy là em dạy sáng chiều và tối thì ở nhà chỉ có cách là tối mà em muốn cho tiêu khiển riêng cho mình, ví dụ em đi tập yoga hay là tập gym thôi, chứ còn nếu mà không đi đâu nữa là ở nhà. Còn mà bạn bè cùng với lứa tuổi của em thì bây giờ là có gia đình hết rồi, người ta an phận hết rồi. Cũng khổ quá ha. Khổ. Bây giờ nếu mà được lấy chồng, lấy cái lịch tính mà kiếm ráng đẻ liền. Dạ. À, anh muốn tìm một mẫu người vợ lý tưởng, mẫu người như thế nào? Mẫu người vợ thì cao khoảng 1m52, biết quan tâm gia đình, chia sẻ, có thời gian dành cho gia đình trong những bữa cơm. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản. Em rất là dễ chị. Có như chị là được rồi. Như chị là được rồi. Như chị là được rồi. Mẫu như chị á. Còn mình muốn tìm một mẫu người chồng tương lai như thế nào? Em muốn người đàn ông đó là phải lo cho gia đình, có công việc ổn định và tính tình thì dung hòa, chín chắn, không có keo kiệt, bủn xỉn, hoặc là nói là động tay, động chân, hoặc là dùng những cái lời mà thô tục và ở dơ. Có ở dơ cho mẹ nữa hả? Rồi sao đây, mình có ở dơ không? Dạ không ở dơ chị ạ. À. Sao không biết không ở dơ? Dạ chị có tới biết cái cách là chị test thử coi. Chị test thử coi. Tao nói chị test chứ, chút mốt bạn gái em test, vợ em test đi chút xíu thì cho cổ qua test. Trời ơi, hình đông quá vậy làm sao người ta lựa được đây trời. Rồi kiếm đi, ảnh nó chổng á, cho một gợi ý cho người ta có thể tìm thấy mình coi nè. Trong tầng ở giữa. À thôi, tầng ở giữa, à, tầng ở giữa có 4 anh nè, gán kiếm đi cưng. Rồi đâu chị coi hình em nè. Trời ơi, hình này chắc thập niên hồi đó quá hả? Dạ 98. Trời ơi, 20 năm trước nữa. Dạ, hình cái đó quý lắm đó chị. Rồi cho ta gợi đặc điểm, gợi ý, ta nhận dạng coi nè. Rồi tôi nhìn vậy tôi còn không biết luôn. 20 năm trước. Trời ơi. Trời. Lúc này chưa có chồng luôn. Chưa chồng luôn, lúc đó còn con gái phải không? Chưa chồng luôn. Có đặc điểm gì cho người ta nhận dạng coi, vậy sao người ta nhận ra được trời. Em mắc một mí. Mắc mí, rồi kiếm đi. Rồi 20 năm trước, mắc một mí. Cái này. Đâu, đưa coi, coi một mí đúng không? Hay quá ha, rồi giữ đi lát có trúng không? Rồi bên đây sao, kiếm cái ảnh chưa? Hàng chính giữa. Hàng chính giữa mà có mấy người luôn. Thì đương nhiên mới lựa chứ không lẽ đưa hình một người. Đội mũ đâu biết tráng hay là gì như thế nào. Thì đó, 4 anh đó đó. Anh nặng 60 mấy ký ấy. À rồi, vậy là phát hiện rồi. Đâu? Đây. Sao phát hiện anh đó hay vậy? Tại vì kêu nặng. Vậy đó hả? Nói chung là số năm tăng lên và số ký cũng tăng hay lên. Hay quá. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cái cửa trái tim ha. Cánh cửa này mở ra và hai bạn sẽ kiểm tra xem là hôm nay cái cảm nhận của mình, cảm nhận đầu tiên dành cho đối phương đúng hay sai nha. Xin mời hai anh chị. Đúng không ạ? Dạ, nhìn ngoài đẹp hơn. Nhìn ngoài đẹp hơn hả? Trời ơi. Có người khen không? Cảm ơn. Cảm ơn. Nhìn đúng rồi á. Đúng hả? 20 năm trước mà nhận ra luôn, hay vậy ta? Một mí mà chị. Thì một mí, ai cũng một mí mà. Bạn em cũng một mí mà. Cũng 50-50 mà. Rồi cái này được chưa? Dạ. Tặng ba trái tim luôn. Hôm nay mà mình gặp nhau cũng như là một cái duyên. Anh gửi tặng em bó hoa, chúc em luôn luôn trẻ đẹp. Rồi em cảm ơn. Rồi. Dạ em không có gì ngoài cái một ít đôi lời này tâm sự em viết vội tối hôm qua đó. Rồi cảm ơn. À, thôi. Anh đọc luôn hả? Bây giờ ngồi xuống đi rồi đọc là coi. Đôi lời tâm sự tối qua. Trời ơi, viết đẹp quá gì. Cô giáo mà em. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn nha. Gửi bao của bé tương lai. Đêm đã khuya,
sương xuống phủ cả màn đêm. Có người con gái đang ngồi lặng lẽ mơ về một mái nhà hạnh phúc. Nơi đó là tổ ấm có tiếng cười đùa của trẻ con bên ba mẹ. Đơn giản lắm, phải thế không? Nhưng đó là một hành trình tìm kiếm. Thời gian cứ vô hình trôi lặng lẽ, rồi ai cũng sẽ già. Chỉ có tình cảm sẽ là luôn sinh sôi nảy nở mãi, mà mỗi thành phần trong gia đình luôn phấn đấu và cố gắng. Nghĩ đến đó thôi cũng dâng trào xúc cảm. Vượt ngàn dặm xa đến đây, mong tìm được chút gì sót lại. Hãy cho nhau cơ hội, vì cùng nhau đi hết cuộc hành trình hạnh phúc nhé. Ba của bé à, có thể giúp mẹ bé một niềm tin, một hạnh phúc. Hãy cho nhau những gì có thể, bởi sau này lấy gì để cho nhau. Cảm ơn em. Đọc thơ hiểu không? Trời ơi, lá thơ người ta cảm xúc, chữ người ta đẹp quá trời đẹp. Mà ổng đọc cái nó chán gì đâu luôn, giật. Trời ơi, xong mà giờ mà có người viết lá thơ mà nó đẹp vậy. Cái này về ép kính nha. Dạ. Ép kính treo lên nha. Hồi xưa tôi cũng đã từng viết bao nhiêu lá thơ cho mấy bạn trai cũ của tôi nè. Mà giờ không biết mấy người đó còn giữ thơ của tôi không nữa. Mấy chục năm rồi mới viết lại. Bởi vậy bà em còn một câu ở trong đó nè, tại vì nó hết giấy nè. Hết giấy. Em có một câu em rất là thích mà không biết anh có làm được điều đó. Nói luôn đi, nói luôn đi. Là ăn có thể nửa bữa, ngủ có thể nửa giấc, nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim và đi cái con đường hành trình tìm hạnh phúc bằng một nửa được. Không biết anh có làm được điều đó không? Thì anh sẽ cố gắng hết sức đem được niềm vui lại cho em. Dạ. Dạ. Và em cũng kiểm tra coi thử sức anh tới đâu. Cái đó để thời gian cho trả lời cho. Giờ muốn kiểm tra gì? Bây giờ kiểm tra sức gì? Bây giờ kiểm tra sức khỏe ngay tại chỗ. Sức khỏe. Bây giờ còn khỏe không? Còn khỏe không chị? Đất cho tôi 10 cái. 10 cái hả? Ừ. Bớt được không? Không. 10 cái mới đẻ anh nổi. Anh đó là hít nhẹ cho đúng ra, phải em ngồi trên người thôi anh, để hít mới đúng đó. Đó, nghe chưa? Phải ngồi lên người anh hít nữa đó. Cái này là không phải yêu cầu của chị Tường, mà này là yêu cầu của bạn gái. Trời ơi, hít đất mà ông trả giá nữa trời. Nghe không? Ta phải coi, người ta sợ, người ta phải coi. Em đếm đi em. Dạ, 1, lên, 2, 3, 4, mới có 3 à cô. 4 à, 6, 5 à, 6 à, 7, cố lên, 8, 9, 10, xuất sắc. Xuất sắc. Xuất sắc tạm thời thôi. Cái đó mới xuất sắc về sức khỏe bên ngoài. Dạ, thôi. Sức khỏe bên trong còn chưa biết nha. Dạ. Ta có nỗi khổ cho nên em phải thông cảm. Dạ, dạ. Rồi, hy vọng nếu mà được á là mình tiến tới là mình coi như mình kết hôn xong cái là mình sanh liền. Bạn nào cũng lớn tuổi hết rồi. Dạ. Bây giờ đầu tiên khi mà chị Tường mở cửa trái tim này ra, cái cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Khi nhìn thấy nhau. Thấy em đó thì cũng hiền, cũng đẹp. Vậy thôi đó hả? Trong lòng có sốn sang, có rung rinh gì chưa? Cũng rung rung thôi, rung nãy giờ luôn. À, rung này do hít đất mà. Thấy còn mình à, dạ, Quyên. Em đầu tiên thì em thấy anh dễ nhìn, thiện cảm, sáng khuôn mặt. À. Cảm ơn em. Nói chung là cái đầu tiên là thiện cảm là được phải không? Rồi giờ ăn thua là tìm hiểu nhau thôi đúng không? Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một chút thời gian riêng tư để tìm hiểu nhau, trao đổi gì đó một chút xíu, rồi chị Tường sẽ quay lại. À, bây giờ là chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời các bạn đến với phần ẩm thực với những món ngon của nhà hàng Lạc Thái. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn cơm chiên mắm đặc biệt kiểu Thái. Cơm trắng nè được chiên chung với mắm ruốc Thái, khi chiên lên tạo ra một mùi thơm đặc trưng của mắm ruốc. Cơm nè ăn kèm với thịt heo xào và cùng với đậu đũa, hành tím, tôm khô cùng với xoài và trứng chiên tạo nên một hương vị thơm ngon không thể nào cưỡng lại được. Đây là một món ăn đặc biệt của người Thái nha. Bây giờ mời hai bạn cùng thưởng thức, rồi nhớ là vừa ăn nhưng phải vừa tâm sự với nhau nha. Dạ, rồi chút xíu cho Tường quay lại, mời hai bạn ngon miệng. Mời. À, mời. Ủa em nói là em ở bên là chỗ Bình Phước hả? Dạ em ở Bình Phước, thì xã Phước Long. Thì Phước Long. Anh ở thành phố là ở quận mấy ạ? Ở quận 12. Anh ở cùng với ai? Anh ở với ba mẹ. Ba mẹ anh vô đây? Ừ, ba mẹ anh vô đây thì lâu rồi. Nếu được mà tìm hiểu mà mai mốt ví dụ đến với nhau thì lúc đó anh có thể lên Bình Phước không? Thì trong tuần thì mình sẽ được nghỉ chủ nhật, còn ngày lễ thì mình cũng được nghỉ, thì mình có thể tranh thủ thời gian mà chạy xuống. Giả sử hai người đến với nhau gọi là sau này đó, thì lúc đó anh sẽ ở đâu? Ý là mình ở chung á, giả sử vậy. Ừ, thì trường hợp gì đó thì cũng tùy thôi, cái điều kiện của mình cho phép ở đâu thì mình sẽ đi theo đó. Anh quan niệm như thế nào về cái hạnh phúc gia đình?
Hạnh phúc gia đình là mình phải biết tôn trọng với nhau, chia sẻ. Có gì vinh cũng có mà nghèo cũng có, khi mà cái lúc mà vinh nữa thì mình chia sẻ nhau, mà lúc xuống nữa thì mình cũng phải chia sẻ nhau, tôn trọng nhau thì mới có hạnh phúc được. Đối với em cũng vậy, hạnh phúc ở trong gia đình thì phải chia sẻ, tôn trọng và nên trò chuyện với nhau hàng ngày, vì có những cái mình không nói được, mình tích lũy tỉ cứ từng lúc một ít ít ở trong người, và đến khi mà một cái lúc nào đó mà không thể chống đỡ được nữa thì có thể là việc nó cũng nhỏ mà nó sẽ xé ra và nó vỡ òa. Bản thân em thì cũng một lần đổ vỡ rồi, cho nên em muốn tìm một cái bến đổ nó bình yên và nó mãi mãi. Thường thường ta nói đàn ông miền Trung là hay gia trưởng độc đoán đó. Và thật sự em cũng người miền Trung em vậy, mà em mong rằng bây giờ em gặp người này không phải là như thế. Anh thì anh cũng không gia trưởng đâu. Anh cứ tính anh chỉ hơi nóng rồi anh nói một chút xíu anh bỏ đi đâu đó là anh nguội lại rồi. Đi đâu? Bỏ đi là đi đâu? Đi ra ngoài uống cà phê với bạn. Đi bao lâu quay lại? Cũng tùy theo tâm trạng của mình, lúc đó nó hạ hỏa thì mình sẽ quay lại. Có đi qua đêm không? Không chị ơi. Trong đây là những câu hỏi của chương trình, những yêu cầu của chương trình đưa ra. Các bạn hãy thay phiên bóc mỗi người một lá bài, rồi hãy đọc lớn cái yêu cầu trong này và thực hiện theo nó. Đó là điều kiện của chương trình. Xin mời anh đọc lớn lên. Kể ra ba bí mật mà bạn chưa bao giờ nói với ai. Bí mật thứ nhất là... Chưa bao giờ nói với ai nha, suy nghĩ kỹ nha, bí mật nha. Mình ngủ, mình hay há miệng. Ủa sao anh ngủ mà anh biết? Có người nói, nó biết rồi, bí mật mà chỉ với mẹ biết thôi. Hả bự hả nhỏ, mẹ có chụp lại tấm hình nào không? Không, mẹ có bỏ cục mũ vô là biết rồi. Có bỏ vô luôn hả? Có. Thôi mà cái giờ chuyện ngủ mà mình cũng đâu có thể nào. Bữa nào hả em đậy lại, hả em đậy lại. Mua cái không, lúc đó em vắt chanh. Em ác hơn mẹ em. Còn gì nữa không? Bí mật thứ nhất. Bí mật thứ hai thì mình đi tham dự chương trình Bà Mối Hẹn Hò này, cả công ty chưa biết mình đã là ly dị vợ. Hả? 3 năm rồi, cái này chắc là ăn gian quá. Dạ, đó là bí mật mà. Có nghĩa là công ty không biết. Nói chung thì tại vì công việc của mình ấy hơi áp lực này kia rồi. Làm việc không, không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư nên không ai biết. Cũng có chia sẻ mình thôi, em sống hòa đồng lắm chị. Dạ. Nhiều lúc mình vui vui vậy chứ trong nội tâm mình không biết ai là. Bí mật thứ ba. Dạ, ba rồi, khó quá ta. Khi mình đi làm về tiền mình cắt, không ai biết trong tài khoản mình bao nhiêu. Mẹ biết không? Không. Hiện giờ là không ai biết hết. Không ai biết. Mà mình biết không? Biết chưa? Biết chứ. Tài khoản mình không biết thì biết cho chị. Không, nhiều khi quên, nhiều khi gì tường cũng quên. Ba của anh có vợ rồi, vợ anh có được biết không? Để vợ cho biết. Rồi, mời bạn gái. Yêu cầu đối phương làm một điều gì đó mà bạn muốn. Rồi mà sướng quá vậy. Đó, mồ hôi còn đó chị. Rồi đó. Cô đó làm chót mồ hôi rồi. Chú thỏa mãn cô rồi đó. Cô muốn làm gì cô làm đi. Anh đã trồng chuối rồi. Trời ơi, bà này bà hát. Cô đúng ngát luôn á. Hát luôn á. Ừ. Cô khác không? Cô này không làm được. Nghe nói cổ chứ sao nói chị. Em có thể đổ cô khác được. Tại vì nãy hụt nó chưa, phải coi từ cái đầu nó có cứng nó như thế nào nữa. Cho nên phải cầu trong chuối kiểm tra đủ chỗ đầu. Cái đầu liên quan gì tới chuyện kia. Rồi bây giờ em gái phải bóc một lá bài khác. Mình phải bóc, mình tự làm đi chứ. Bóc một cái chuyện trồng chuối rồi đó. Đọc lớn lên coi. 3 điểm bạn thích nhất ở đối phương về ngoại hình. Đó, bây giờ anh được rồi, ngon rồi đó. Em thấy cái lúc mà em gặp và nói chuyện thì em thấy chân thành, hiền lành. Cái nữa là tươi sáng. Tươi sáng? Tươi sáng là sao vậy? Em định nói một cái kia nhưng mà em nói thôi. Nói đi, tự nhiên tươi sáng là sao? Ảnh nói chung là đặc biệt hơn với những người khác là sáng láng ở phần trán. Tươi sáng là vậy. Còn chơi chữ nữa. Tươi sáng là về ngoại hình. Nhớ vụ hít đất. Cũng là tạm thời khỏe mạnh. Tạm thời khỏe mạnh. Rồi, vỗ tay. Thôi, một chút xíu thư giãn để cho nó vui. Và cũng để cho hai người có thể có cái cơ hội hiểu nhau được nhiều hơn. Dạ. Bây giờ là giây phút quan trọng để trước khi mà chúng ta quyết định bấm nút để có hẹn hò với nhau hay không. Thì giờ mời cho hai bạn 30 giây nhìn nhau một lần nữa. Và mỗi người sẽ nói cho nhau một điều cuối cùng trước khi ta bấm nút. Rồi em nói trước đi, nhường cho em. Em vượt đường xa đến đây và để tham gia cái chương trình này thì em cũng muốn tìm một cái hạnh phúc và tìm một cái người để cùng em đi suốt cái cuộc hành trình của cuộc sống này. Anh cũng muốn tới đây để kiếm một nửa của mình, yêu thương trọn đời, kiếm một người biết chia sẻ trong gia đình, chỉ đơn giản vậy thôi.
Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm ạ. Và bây giờ là thời khắc quan trọng đã đến ha. Chúng ta có những thời gian tuy là ngắn ngủi nhưng mà chị Tường nghĩ cũng đủ để mình cảm nhận được nhau. Thích hay không thích, rung động hay không rung động, thật sự ở cái nhìn đầu tiên là mình đã có cảm nhận trong lòng mình rồi. Hãy đưa ra cái câu trả lời theo như sự mách bảo của trái tim mình. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Còn nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp thì chúng ta có quyền không bấm ha. Đây là quyền của các bạn. Nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm với Tường thì đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn nam không bấm? Nói chung thì bạn ấy cũng ở xa, không có cái điều kiện để mình đi tới để tìm hiểu. Một cái nữa đó là cái tuổi của bạn cũng hợp với tuổi mình. Là coi tuổi hả? Là về tuổi hả? Là tuổi gì với tuổi gì? Ngựa với này là tuổi gì? Tuổi Tuất. Thì mạng quả với mạng thủy nó sẽ không hợp. Thì có hai vấn đề đó thì... Mình chưa vượt qua được. Chưa được. Anh rất là xin lỗi. Dạ, không có gì. Đó là cái suy nghĩ riêng của mỗi người, mình trân trọng thôi. Thì thật sự tôi thấy bạn trai này là một người rất là thẳng thắn, cũng rất là chân thành. Và anh nghĩ sao nói vậy thì như vậy, thà như vậy nó sẽ tốt hơn. Ok, cảm ơn hai bạn. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Dạ, alo. Chào chị nhá. Bây giờ thì chị nói to rõ ràng giới thiệu về những cái thông tin cơ bản về mình như họ, tên. Chị đang ở đâu? Dạ. Chị chủ động nhé chị nhé. Bắt đầu từ mình phải không? Dạ vâng vâng, mời chị. Ok, xin chào ban tổ chức với chào mọi người. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lý. Năm nay mình 34 tuổi. Thì hiện tại thì mình có một bé trai 6 tuổi. Và mình đang làm ở trong ngành ngân hàng. Dạ vâng, hiện tại chị Lý đang ở đâu nhỉ? Mình ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chị đang làm ngân hàng, cụ thể công việc mình là làm gì? Mình làm về mảng quản trị rủi ro của ngân hàng Techcombank. Techcombank, dạ. Và con trai 6 tuổi, vậy là chị chia sẻ thêm về cái mối hôn nhân của mình nhé. Thì mình có... chia tay cách đây khoảng tầm 4-5 năm rồi. Thì một mình nuôi bé. Rồi. Lý do về chia tay à chị? Lý do chia tay là do mình chọn nhầm người. Bởi vì đó là một người đàn ông rất là gia trưởng, vũ phu. Và là một người không có... sống không có đạo đức á, cho nên là mình quá nên không đang về sống xong phát hiện để đọc tín hiệu nó không được ổn định cho lắm. Có nghĩa là hồi đấy là chị quen, chị tìm hiểu bao lâu thì là mình mới kết hôn, rồi về thì ở với nhau bao lâu mới phát hiện ra những cái tính này chị? Cũng mình cũng tìm hiểu khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 2 năm. Thì lúc thời gian yêu nhau thì nói chung là cũng không có cơ hội, với lại cũng không có bộc lộ nhiều cái điều đấy. Tại vì là lúc đó còn thời gian nó còn tươi đẹp mà. Với lại đa phần là mình chỉ gặp gỡ khi mà đi chơi cùng với nhau nè. Rồi mình nói chung là bên ngoài thôi, cho nên là cũng không có biết được cái bản chất con người ta như vậy. Thế sau khi sống với nhau thì từ từ những cái tính của người ta mới lộ ra như vậy. Và cũng sống cũng khoảng 2-3 năm thì nói chung cũng cố gắng. Mình là phụ nữ mà, mình biết nếu mà chia tay thì người phụ nữ sẽ là người rất là khổ. Thế cho nên mình cũng cố gắng để hàn gắn, cũng cố gắng để cho người ta cơ hội để người ta sửa chữa. Nhưng mà có thể cái bản tính con người không thể thay đổi được. Cho nên là sau khi rất nhiều lần cho cơ hội như vậy và rất nhiều lần mình đã chịu đựng như vậy thì mình đã quyết định là sẽ chia tay. Và hiện tại bây giờ ấy, thì do mình cũng không muốn để con nó
thiếu thốn cái tình cảm của cha ấy. Với lại do công việc của mình cũng khá bận ấy, cho nên là mình vẫn mình có mua nhà ở gần gần nhà bố nó, để bố con nó có cơ hội gần gũi với bố. Với lại mình cũng nhờ cái việc là đón con buổi chiều ấy. Đấy, thì hiện tại bây giờ thì sống thì 4-5 năm nay rồi, thì mỗi người một nhà, nhà thì mình tự mua. Còn bố nó thì cũng không chu cấp bất cứ một cái khoản tiền nào cả, không chu cấp bất cứ một cái gì, chỉ phụ tiền học một chút thôi, còn lại thì một mình mẹ lo hết. Và bố nó thì cũng đã sống với người khác rồi. Hiện tại giờ con thì mình chỉ gửi vào buổi buổi chiều lúc mà mình chưa đi làm về thôi. Thì sẽ nhờ bố là đón con về, rồi cho ăn uống tắm rửa, rồi mẹ đi làm về hoặc mẹ đi học về rồi mẹ sẽ đón về nhà mẹ ở. Thì hiện tại cuộc sống của mình là như vậy. Dạ rồi, vậy thì là trong 4-5 năm khi mà đã ly hôn rồi ấy, thì là chị có tìm hiểu ai khác không? Thực ra thì cái hôn nhân của mình, cái cuộc sống riêng tư của mình thì mình cũng rất là ngại chia sẻ ra bên ngoài. Với bên ngoài thì mình luôn cho họ thấy rằng là mình đang có gia đình đầy đủ. Mình cũng không muốn chia sẻ, bởi vì là thứ nhất là mình cũng không muốn mình bị ảnh hưởng nhiều ấy. Vì với thứ hai nữa là xã hội bây giờ dù có phát triển ấy, thì người ta vẫn có một cái nhìn gì đó nó không được thiện cảm lắm với những người phụ nữ mà đơn thân ấy. Thế cho nên đó lý do vì sao mà mình cũng không chia sẻ ra bên ngoài. Thành ra là kể cả trong văn phòng, công ty hoặc là với mối quan hệ bên ngoài thì gần như mọi người không biết là mình đã chia tay rồi. Thế nên là mình cũng, đó là cách mà để mình an toàn nhất. Cũng không có người khác để ý các thứ, thì mình sẽ toàn tâm cho công việc rồi nuôi con. Thì đương nhiên thì con người thì cũng cần có tình cảm, có sự chia sẻ. Thì mình cũng có, nói chung là cũng có bạn với người khác. Tuy nhiên thì nó cũng, nói chung là mình cũng chưa cảm thấy nó là một cái sự lựa chọn tốt ấy. Cho nên là cũng muốn là thông qua chương trình ấy thì là một cái cầu nối để có thể mình tìm được một người bạn đời mà thực sự là được chọn lựa một cách gọi là, trước mắt là về mặt lý trí ít nhất, thì với những cái điều kiện căn bản nhất, thì sau này mình cũng nếu có đi tiếp thì nó cũng đỡ rủi ro cho mình hơn. Bởi vì là khi ta gãy cành một lần rồi á thì mình rất là thận trọng ấy. Dạ rồi, ok, thì giống như cái nghề nghiệp của chị ha, quản trị rủi ro rồi. Nhưng mà rồi bây giờ là khi mà chị tham gia chương trình nè, thì cái vấn đề mà trước đó 4-5 năm chị không muốn cho mọi người biết là mình đã từng ly hôn á, thì cái vấn đề bây giờ là cũng đã bình thường rồi đúng không? Mình vẫn có thể chia sẻ bình thường mà đúng không? Thực ra bình thường thì nó cũng chưa bình thường lắm, bởi vì mình cũng không muốn cái cuộc sống cá nhân của mình để cho nhiều người khác biết. Vì cái tính một phần là cái tính của mình, thứ hai nữa mình cũng không muốn như mình đã chia sẻ hồi nãy, cũng không muốn để cho người ngoài họ có cái nhìn gọi là nó không thiện. Chị ơi, nhưng mà khi chị tham gia chương trình thì chị cũng sẽ phải chia sẻ những cái cuộc hôn nhân mình đã từng trải qua, thì ý em hỏi là chị vẫn có thể chia sẻ được những cái về cái cuộc hôn nhân này đúng không ạ? Thực ra thì chia sẻ thì nó mình không ngại. Rồi nếu mà không ngại thì ok rồi, em chỉ hỏi vậy thôi ha. Thì còn chia sẻ thì chắc chắn mình sẽ phải chia sẻ rồi. Bây giờ là chị mong muốn tìm kiếm một cái người như thế nào để phù hợp ạ? Thực ra thì mình mong muốn tìm một cái người mà nó đối lập hoàn toàn với cái người chồng trước đây. Thứ nhất là tuyệt đối không gia trưởng, không vũ phu, và phải là con người có đạo đức. Bên cạnh đó thì những cái đó thì chắc đàn ông bây giờ nếu mà còn thì chắc mình nghĩ số ít thôi. Còn cái mà người mình cần đó là một người đàn ông mà có học thức, một người đàn ông có học thức, có kinh tế ổn định, một người mà sống có tình cảm, có trách nhiệm. Thì mình nghĩ đó là những cái cơ bản để nó không vướng vào những cái thứ mà ví dụ như là một người vô tâm, một người mà không có biết chia sẻ, không biết yêu thương vợ con, cũng không biết yêu thương gia đình nội ngoại hai bên, và thậm chí là không biết yêu thương đứa con của mình ý. Đó là những điều kiện tiên quyết. Còn những cái thứ đó thì những thứ sau này nữa thì chắc cũng phải để có thời gian tìm hiểu ấy. Đúng rồi, những cái mà chị chia sẻ,
những cái mà chị chia sẻ thì mình cũng cần phải có thời gian tìm hiểu á chị. Chứ còn ví dụ như chương trình chỉ là xác định cho mình những cái tiêu chí về ngoại hình, về tuổi tác, về công việc đó, những cái đó thì chương trình có thể xác minh cho mình được. Còn ví dụ như cái chuyện mà họ có vũ phu, họ có đạo đức này kia các thứ hay không, thậm chí là khi mình kết hôn ở với nhau mấy năm thì là mình mới phát hiện ra điều đó mà. Còn bây giờ hỏi là người ta có vũ phu hay không thì đương nhiên người ta bảo không rồi. Không ai nói là tôi vũ phu hết nha. Rồi cho em hỏi những cái thông tin mà có thể xác minh được liền về tuổi tác, về vùng miền của người này và người ta cũng cùng hoàn cảnh với mình thì có được không ạ? Tức là về cái người đàn ông đó hả? Dạ đúng rồi chị, mình đang nói về cái người đàn ông đó. Tuổi tác thì chắc hơn mình khoảng tầm 5-6 tuổi đổ lại thôi. Rồi, tiếp đi chị. Chị có yêu cầu gì về vùng miền không? Vùng miền thì mình không quan trọng vùng miền. Miễn sao con người đó có đạo đức, sống có trách nhiệm và có những cái điều kiện để mình nói là được. Rồi, cùng hoàn cảnh đã từng lập gia đình có con thì vẫn được ha chị? Thực ra thì vẫn được, không vấn đề gì. Chị có yêu cầu gì về công việc không? Chị có không thích công việc gì không? Thực ra về công việc thì mình không thích lắm, nếu cái người đó làm về lĩnh vực dạng như là văn nghệ sĩ kiểu nếu không phù hợp với mình chứ không phải mình không thích. Rồi, không phù hợp với mình, mình sống khá là khép kín ấy, cho nên rồi ok, cảm ơn chị Lý ha. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi, thì những cái tiêu chí mình đưa ra thì chương trình cũng đã note lại rồi. Nếu mà mình được chọn và có cái người phù hợp á thì sẽ có biên tập cho rồi kỹ thêm về nội dung với chị ha. Dạ rồi, em cảm ơn chị Lý ạ. Rồi, chào các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Ok, ở đây là có ekip của chương trình ha, sẽ có bộ phận biên tập và bộ phận sản xuất. Thì hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi, cho nên là để xem thử cái sự chủ động chia sẻ của mình như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về bản thân mình trước ha, đầy đủ họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha. Rồi, em mời chị ạ. Dạ, em tên thật là Trịnh Thị Tiền, sinh năm 90. Hiện tại em ở Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Em nghề nghiệp của em có một cái spa nha nhỏ. Là mình mở spa ở đâu chị? Ở tại quê của mình luôn. Quê mình là nãy nói ở đâu chị? Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. À, mở spa. Là mình mở cái spa này lâu chưa? Dạ, cũng được 2 năm rồi. Rồi, nếu mà chương trình ghi hình ở trên Sài Gòn là mình vẫn sắp xếp lên được đúng không chị? Dạ, nếu như cho em hay trước để em sắp xếp. Dạ rồi, ok. Bây giờ là mình sẽ nói về bản thân mình một xíu ha. Về tính cách nè, điểm mạnh, điểm yếu, sở thích của mình là gì nha. Về tính cách của em thì em cũng hòa đồng. Còn điểm mạnh của em thì có lẽ là em mạnh mẽ. Nhưng mà cái tính em thì thầm kín, nói. Điểm yếu của em thì em ít chia sẻ với mọi người, có chuyện gì thì em chỉ một mình nhốt mình trong phòng vậy để suy nghĩ. Là hồi giờ mình nhốt mình trong phòng lâu nhất là bao lâu rồi? Kiểu như không, cũng không hẳn là nhốt mình trong phòng, kiểu như là em có chuyện gì buồn á thì em hay một mình á, em hay một mình để suy nghĩ ra một cái câu chuyện gì đó, mà khi nào mà nó ra được cái đầu mối rồi thì thôi. Chứ em không có chia sẻ với ai hết. Vậy thì chắc là trước đây là cái chuyện tình trường của mình thì như thế nào? Mình đã từng lập gia đình chưa hay là sao? Em thì trước em cũng có lập gia đình rồi, nhưng mà không có con. Cũng đã ly hôn được năm mấy, 2 năm mà. Ok, vậy thì mình chia sẻ về cái cuộc tình đó ha, cuộc hôn nhân đó ha. Dạ thì vợ chồng trước thì hai đứa không có quen, ba mẹ định á, kiểu giống như ngày xưa vậy đó, ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó vậy đó, thì xong thì về sống thời gian thì cảm thấy không hợp thì chia tay thôi hả chị. Là coi như hồi đó là quen là mai mối đúng không? Về ở với nhau được bao lâu? Dạ ở với nhau cũng 10 năm. Trời ơi, ở 10 năm. Trời ơi, tưởng đâu là ở ngắn lắm. Nhưng mà 10 năm lý do vì sao mà không có con? Thời gian cũng dài nè. Thì do hiếm muộn chị. Cụ thể đi, làm sao mình biết được mình hiếm muộn, rồi mình như thế nào mình chia sẻ câu chuyện ha. Thì sống với nhau tầm cũng 2 năm gì đó, rồi cảm thấy sao không có con
thì mình cũng đi bệnh viện, đi bác sĩ này kia thì người ta khám thì người ta cũng không nói là mình có bệnh lý gì, người ta chỉ nói là do hiếm muộn thôi. Thì trong cuộc sống gia đình thì vợ chồng sống chung với nhau mà cảm thấy không có cái sự chia sẻ, không có cái sự quan tâm với nhau, thì dần dần cái ngày nó có cái khoảng cách vậy đó. Rồi cảm thấy mình không hợp nữa thì mình dừng lại thôi. Nhưng mà cái hiếm muộn đó là về phía của em hay là chồng em á? Theo em hồi đó đi xét nghiệm á, thì bác sĩ nói là do chồng em, nhưng mà theo em nghĩ là do cả là về mình có đi chữa trị gì không? Có chứ chị, hồi đó cũng cũng đi bệnh viện rồi đi bác sĩ theo dõi rồi này kia đủ thì cái này em sẽ chia sẻ kỹ. Em chia sẻ kỹ một chút, tại vì nó liên quan đến cái hôn nhân tiếp theo á, có nghĩa là ở phía em vẫn sanh con được, đúng không? Em có kết quả rồi này kia, hồi trước mình đã khám rồi đó, đúng không? Dạ, thì theo bác sĩ khám á, thì bác sĩ nói là em không có vấn đề gì. Nhưng em thì riêng bản thân của mình thì mình cảm thấy như mình phụ nữ thì kinh nguyệt không đều cái này cái nọ vậy đó. Thì tự em cho là chắc có lẽ là cũng do mình một phần. Còn nếu như mà nói về giấy tờ về bác sĩ á thì không, bác sĩ không có nói là em bị gì hết. Chắc là do mình kiểu như là đa nang buồng trứng á, khó có con. Nhưng mà cái này canh được, không có sao. Dạ. Rồi là trong 10 năm ở với nhau mà sao kéo dài như vậy? Ví dụ như 2 năm thấy không được, không khả quan thì thôi mình chia tay đi để mình kiếm cuộc sống hôn nhân khác, mà sao kéo dài tới 10 năm? Đó cũng là cái bản tính của em, giống như lúc nãy em chia sẻ đó, bản tính của em là ít nói nè, có sức chịu đựng nè, thì kiểu như em gặp một cái vấn đề gì đó thì em tự chịu đựng cho bản thân mình, em cảm thấy khi nào mà em chịu đựng hết được rồi thì lúc đó em mới quyết định là em dừng lại. Chứ còn chịu đựng được thì em vẫn chịu đựng, kiểu như là em không muốn để ba mẹ em phải buồn á. Là bây giờ cái anh chồng kia đã có người khác chưa hay như thế nào? Dạ chưa chị. Là anh đó cũng ở một mình luôn. Coi như là ly hôn chính thức là hơn một năm rồi, thì trong hơn một năm đó thì mình có tìm hiểu ai khác không? Em thì em tập trung vào công việc này thôi. Coi như là cũng không có tìm hiểu ai luôn. Rồi ok, bây giờ mình mong muốn tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình ha, những cái tiêu chí mà chương trình có thể xác minh cho mình được ha. Em thì đối với em thì em chỉ mong gặp được một người có công ăn việc làm ổn định cũng giống như em, kinh tế ổn định, nghề nghiệp và cái đời sống thì cũng biết đạo đức xíu, hiền từ xíu. Về tuổi tác, về vùng miền của anh này ở đâu thì được, mình có yêu xa được hay không? Không chị, em thì em muốn ở gần trong, nói chung là em không thích người miền ngoài, em không thích người miền Bắc. Chỉ trừ miền Bắc thôi đúng không? Ví dụ người này đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Được không Tiền ơi? Dạ được chị. Được thì mình trả lời được nha, sao suy nghĩ lâu giờ, còn không được thì cứ nói là không được, không sao hết ha. Dạ. Rồi, nếu mà người này đã từng lập gia đình đó thì được không? Nếu như mà đã lập gia đình thì có con riêng chưa hay là giống như em? Từng lập gia đình và có con nha. Có con rồi nó sẽ tốt cho em nha. Có con rồi em song sanh được, người ta cũng sẽ dễ hơn á. Còn em chắc chắn em sanh được không? Cái này mình phải suy nghĩ cho thật sự nghiêm túc nè. Dạ được chị. Rồi ok, tuổi tác thì mình có quan trọng gì không, mình cứ chia sẻ nha. Tuổi tác thì hồi trước giờ em luôn có cái quan điểm là chồng em phải lớn tuổi hơn em. Rồi, thích người lớn tuổi hơn ha. Dạ ừ. Rồi mình còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không? Dạ không chị. Hôm nay chỉ là cái buổi cắt đầu tiên thôi ha Tiền ha. Nếu mà mình được chọn thì sẽ nhận thông tin của chương trình và sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với mình. Rồi em cứ tự chủ động giới thiệu. Vâng, em chào anh chị ạ. Em tên là Dung, em sinh năm 1999.
16. Hiện tại thì em đang ở Hà Nội và sắp tới thì em sẽ vào Sài Gòn. Sorry chị một chút, tại vì hôm nay em không make up được, vì mặt em đang chết mình đấy, nên là đang mấy hôm nay là đang không make up được ạ. Còn mấy hôm nữa em vào Sài Gòn thì lúc đấy mặt em đã ổn định hơn rồi thì có thể là thoải mái hơn. Sắp tới em vào Sài Gòn là chuyển công tác luôn hay sao? Vâng, em chuyển công tác luôn ạ, tại vì là em thích vào Sài Gòn lâu lắm rồi. Rồi Nhung đang làm gì? Em đang làm về live stream ạ, thỉnh thoảng thì em cũng có làm những cái job MC cho những cái sự kiện nó cũng bé bé thôi. Live stream MC, em live stream trên nền tảng nào? Em live stream trên nick TikTok của doanh nghiệp thôi ạ. À, TikTok doanh nghiệp, rồi. Em có tham gia phim ảnh như là ít ngắn không? Mà em cũng không quen nhỉ? Em có, tại vì là doanh nghiệp của em thì cũng làm kênh TikTok ấy, thì cũng thỉnh thoảng em cũng có quay những các anh chị đấy luôn ạ. Nhưng mà diễn viên thì không phải là em chuyên, thì chỉ là tiện em làm cùng thì em quay cùng mọi người cho vui thôi. Em là một cô gái như thế nào, em có điểm mạnh chủ yếu gì? Điểm mạnh của em thì em nghĩ chắc là kiểu em thẳng thắn, trong cả công việc cả cuộc sống. Còn điểm yếu thì chắc là vì thẳng thắn nên là nhiều khi cũng hơi cảm xúc quá, hơi kiểu vì cảm xúc cũng over quá nên là có thể là sẽ có nhiều người thích và nhiều người ghét. Rồi. Từ trước giờ em có mấy mối tình rồi? Em có một ạ. Một mối tình duy nhất. Sao cái đoạn này nghe hơi buồn buồn nhá. Rồi. Em kể chi tiết về cái mối tình đó của em đi. Thì đấy là em, nói chung là em quen anh đấy ở một cái bar ở trên phố Hà Nội ấy. Xong rồi quen một thời gian thì cũng là mối tình đầu tiên luôn và cũng là mối tình duy nhất luôn. Năm đấy là em mới 21 tuổi. Thì quen 2 tháng thì là mới yêu. Xong rồi là yêu một thời gian thì không có nhiều vấn đề nên là cũng không để với nhau nữa. Em đấy thì lấy vợ rồi. Lấy vợ rồi. Rồi. Bây giờ là, nhưng mà tại sao mà mình thế mẹ em quen được bao nhiêu thời gian, khoảng bao lâu? Em quen trong vòng hơn 1 năm. Nói chung là khi mà mình nhìn nhận lại thì không phải là người ta cũng có lỗi gì, mình cảm qua lắm. Rồi đến đấy kiểu mình có nhiều cái mình hơi stress áp lực, xong rồi mình chưa tìm cách cân bằng lại được. Nên là sau cái lần đấy em yêu ai nữa, với cả em cũng sắp là khi nào mà cái sự nghiệp của mình nó lên một chút thì mình mới giống như yêu nghiêm túc lại. Có nghĩa là tập trung vào công việc. Vâng. Rồi, bây giờ em cần chương trình tìm cho mình một người như thế nào? Em chỉ cần một người kiểu hiền hiền với cả trưởng thành thôi. Còn bởi vì là tính em thì nó cũng không hiền lắm đâu. Nên là nếu như mà em lại gặp người không hiền lắm nữa thì sợ không phù hợp. Nên là em cần một người hiền. Cần một người hiền, hiền lành. Vâng. Công việc của em thì em nghĩ với em thì công việc như nào làm? Thực ra là em không tính công cái sự ổn định đấy dựa vào cái mức thu nhập, mà em chỉ tính vào cái ý là anh ấy vẫn chăm chỉ đi làm hàng ngày và anh ấy có sự cố gắng với cả cầu tiến vậy thôi ạ. Không quá quan trọng là thu nhập phải bao nhiêu hay như nào đâu. Anh ấy đang ở đâu thì ok. Ở đâu cũng được ạ, quan trọng là anh ấy hợp em. Hợp em, đợi anh đấy, quan trọng là anh hợp em ấy. Thì anh nào, anh như thế nào thì mới hợp em. Nói chung là hồi xưa em yêu thì anh ấy cũng ở Sài Gòn mà. Nên là em cũng từ Hà Nội yêu người Sài Gòn thì nó cũng kiểu một dòng Việt Nam đấy. Nên là bây giờ có xa không thì em biết là em cũng ok đó. Bây giờ hỏi thêm về phần ngoại hình đi. Miêu tả về ngoại hình chi tiết xíu. Em muốn người như thế nào? Thực ra thì hồi xưa là thật là một em thích trai đẹp. Nhưng mà bây giờ mình cần một cái người gọi là an toàn cho mình, nên là em chỉ cần ngoại hình nó không nó bình thường là được. Em cũng không, bây giờ em không bị bây giờ không quan trọng ngoại hình nữa. Chiều cao mét mấy thì là ok. Mét mấy cũng được. Mét mấy cũng được, chắc không? Vâng, em rất là dễ tính hơn. Mét mấy cũng được. Em không thích con trai như thế nào? Em thì không thích con trai kiểu hơi chơi si quá, hơi đánh đá quá, hơi đánh đá. Nhất rồi, không còn còn điều gì không thích về con trai đâu. Thế thôi, chỉ cần là đàn ông là được rồi.
không thích xuân si tình cá, chỉ cần đàn ông. Nói chung là với cái tình trạng ấy khá lâu của em thì bây giờ cái tiêu chuẩn của em nó cũng đơn giản vậy thôi ạ. Rồi, ok. Em có hát hò, em là livestream chắc em hát được đúng không? Thực ra là cái kênh livestream của em là livestream bán hàng, không phải livestream của idol. Tuy nhiên thì hát thì em cũng biết qua qua một chút. Tất cả hồi xưa đi học thì em cũng thích làm MV mà, nên là cũng kiểu tự bỏ tiền ra cũng quay một số MV đó. Cũng có được giải luôn. Nhưng mà chắc là đấy thôi. Rồi ok, vậy thì em hát thử một đoạn luôn đi à, để mình kết thúc cái phần cát này nha. Có phải em đang hiểu trái tim, có người em yêu thương rất buồn, có tim anh để nói cho anh lắng nghe lòng em. Wow, nhưng một khi nước mắt đã rơi theo niềm tin okay. Em cảm ơn anh chị em đã dành thời gian cho em nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Ừ, ok, cảm ơn Dung nhiều nhé. Có gì em đợi thông tin từ chương trình ha. Có thể là nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo vào để ghi hình luôn ha. Tháng 11 hả chị? Tháng 1 Ok. Em cảm ơn anh chị quay trường ngày tốt lành nha.